Hello anh, chào anh em ha. Thì hôm nay mình giới thiệu anh em con cassette Aiwa XR-E6 anh em. Thì con này thì hàng bãi về anh em ha. Thì chức năng thì CD của mình là nó nhận đĩa anh em. CD của mình là nó nhận đĩa nhưng mà không đọc anh em ha. Nhận đĩa nhưng mà không đọc, mình lấy nó không đọc ha. Còn táp thì mình hát tốt hai cửa bằng anh em ha. Mình kết nối cổng ở bên ngoài. FM con này là 108 ha anh em. FM con này là 108 ha. Hiện nay dù thời đại cao, sức khỏe đã hạn chế, nhưng lúc nào ông Hầu cũng xông xáo, nhiệt huyết trong các hoạt động xã hội, phong trào phát triển kinh tế. Những việc làm của cá nhân ông và các thành viên trong tổ đã góp phần cùng với địa phương xã Bình Thạnh Đông xây dựng quê nhà ngày càng phát triển. Như là bài mình mở chế độ nhạc bên ngoài nè. Rồi, ok, mình cảm ơn anh em ha.